Vâng, và xin chào mừng tất cả các quý vị đã quay trở lại với chương trình mỗi vài tuần một vlog. Hôm nay Hương để gương mặt như thế này thì chắc là mọi người cũng biết là mình định làm cái chủ đề rồi đúng không? Chủ đề gì rồi đúng không? Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng thử cùng nhau ngồi make up để xem là để Hương có thể là cho mọi người thấy được rằng là bình thường một ngày Hương ra ngoài thì Hương sẽ make up như thế nào. Bây giờ là mặt Hương không phải là kiểu mộc 100% bởi vì Hương đã có che khuyết điểm một chút cái vết thâm mụn rồi, bởi vì là Hương khá là nhiều thâm mụn mọi người. Những ai từng bị mụn thì sẽ hiểu được cảm giác của mình. Mình sẽ bắt đầu với bước kem nền, bước foundation đấy. Mình sẽ dùng kem nền của Burberry Oil, I don't know. Cái này mọi người. Cái này nhá. Không biết, dùng cho da dầu. Cái này có hai loại, một loại dùng cho da khô, một loại dùng cho da dầu. Đang hot phết. Một pump. Và mình sẽ đánh bằng, không thích dùng beauty blender nhá. Không thích dùng cái mút trang điểm kia đâu. Mà các cái người trang điểm chuyên nghiệp người ta hay dùng bởi vì là nó cứng lắm. Có ai giống mình không? Nó cứng lều, không thể nào mà kiểu chấm đều đều lên da mặt được. Thế nên là mình sẽ dùng cái bông mút của Cushion. Làm dặn, ok chưa? Này thôi, tự nhiên rồi. Mình còn không bao giờ che quầng thâm mắt luôn mọi người ạ. Bởi vì mình thấy che quầng thâm mắt trông nó rất là thiếu tự nhiên. Thật. Hoặc là do mình không biết che. Được chưa? Pretty good. Nó không che hoàn toàn 100% đâu, nhưng mà mình thích thế. Nó che 100% thì nhìn nó lại không tự nhiên nữa thôi. Hoàn hảo quá không tốt đâu, không tốt đâu. Bước thứ hai, đấy là mình dùng cái này, phấn phủ của Rimmel Stay Matte. Kiểu vuốt lên một phát là cái hiệu ứng mặt mình nó giống như kiểu blur luôn á, kiểu làm mờ ấy. Nhớ mấy cái làm mịn trong mấy cái app ấy, nó có cái effect làm mịn không? Thì cái này mình đánh cái này lên nó sẽ giống kiểu đấy. Được rồi đấy, kem này nó Nutella rồi đấy. Như này ra đường được rồi. Tiếp đến làm gì nhỉ? Kẻ mày. Kích mí cái đã. Đây là hộp kích mí của Hương. Hương có hai loại kích mí. Đấy là mí lưới. Mí lưới. Và cái này các quý vị mua đâu quên rồi. Quên rồi. Mắt Hương kiểu bị mắt nổ mắt xịt chim bồ câu, con đậu con bay ấy. Bên có mí bên không. Nhưng mà hôm nay thì nó mất cả hai bên rồi vì ngủ nhiều. Úi dồi ôi, đôi mắt to tròn mắt nighter. Ôi trời ơi, chào chùa mẹ ơi. Trời ơi, miếng kích mí là kiểu phát minh vĩ đại nhất cơ mẹ, cuộc đời này luôn đấy. Trời, nó thay đổi nguyên cả một gương mặt luôn. Đôi mí, từ cái đôi mí lót bây giờ trở thành một đôi mí như thế này đây. Đôi mắt sâu hun hút. Tiếp đến là chúng ta sẽ kẻ lông mày nhá. Mình dùng kẻ lông mày của Fashion Brow Maybelline New York. Yeah, Fashion Brow Maybelline New York. Mình thích kẻ lông mày theo dáng của mình luôn. Mình không kẻ lông mày kiểu ngang nhức hay gì đâu. Beauty blogger Ngô Lan Hương. Nghe đã thấy chối tỉ rồi. Xinh chưa? Xinh không? Xinh chưa? Hơi nhô lên rồi. Tẩy bớt đi. Tẩy bớt đi. Cho hiền. This is Lan Hương with the lông mày. Tiếp đến má hồng. Vẫn là cái cọ này thôi. Như thế này để phủi hết phấn đi. Phủi hết phấn đi.
Chúng ta sẽ đến với má hồng. Mình dùng má hồng của cái bộ City Color Collection này này. Đấy, dùng 1 tỷ năm rồi nó chưa hết cho. Tất cả những cái thứ khác nó đều đã vỡ trừ ô má hồng. Thiệt là gớm. Tức là nhìn thì hồng nhưng mà đánh lên thì nó sẽ ra hơi hồng cam. Yêu lắm. Xấu quá. Xinh, có lúc thấy mình xấu, có lúc thấy mình xinh đấy nhỉ. Các bạn nào mà còn hỏi Hương cách chăm sóc da, tại vì thấy da Hương đẹp quá thì nhầm rồi. Oh no, không hề. Da mình không hề đẹp. Mình bị tiền đình về da mỗi ngày đấy các bạn. Chúng ta sẽ làm gì tiếp? Chúng ta sẽ đánh mắt. Đây là bảng mắt của Hương. Trời ơi, Hương thề Hương chưa bao giờ Hương dùng cái bảng mắt nào mà đỉnh như cái bảng mắt này. Trông bẩn quá đi mất, trời ơi. Đây, nhưng mà dùng muôn đời không hết. Mình sẽ chọn cái màu, màu này trước. Đánh lên toàn bộ bầu mắt. Màu mắt của cái bảng này cực kỳ lên màu luôn mọi người ạ. Quệt một phát nó lên luôn. Rất là rõ ràng, rất là kiểu, đúng là kiểu kiểu Hương thích, con trai Hương cũng thích như vậy. Rõ ràng, mạch lạc. Một phát xong luôn. Lừa nhà lừa nhờ ghét lắm. Phần bầu mắt đã xong, tiếp đến mình chọn màu này nha bạn. Màu này nha. Thổi bớt đi cho đỡ đậm. Biết làm gì không? Kẻ cái phần đuôi mắt này. Kẻ ở phần dưới. Mi dưới. Không biết. Đây nhá, kẻ một nửa thôi. Đây là cái tips cực kỳ hay dành cho những cái bạn mà mắt hơi xách xách lên một chút. Tức là khi mà mình kẻ cái phần mắt này, mình sẽ làm sao cho cái phần đuôi này nó dừng lại ngang bằng với cái phần gần bằng với cái phần đầu mắt đây này. Nhìn sẽ rất là hay, nhìn mắt sẽ cực kỳ hay luôn. Đợi tí, làm xong rồi chỉ cho mà xem. Thấy không, thấy không? Chỉ một chút thôi ấy. Trong mắt nó có hồn hơn bao nhiêu này. Bình thường Hương sẽ có thể bỏ qua cái phần trên này, nhưng cái phần dưới này thì không bao giờ. No, never. À, thêm một chút highlight nữa là đỉnh. Đây, đây là highlight mà mình dùng. Wet n Wild. Cực kỳ phù hợp với cả là đi ra ngoài hàng ngày. Sáng cả một bầu trời trong đêm đông tăm tối. Mỗi lần mà mình đánh cái highlight này xong, mình cảm thấy da mặt mình rất là căng bóng sáng khỏe. Và cái bước cuối cùng. Đây. Vậy là mình đã xong, tạm xong cái bước make up bình thường mà hàng ngày mà mình hay làm rồi nhá. Nhìn tổng thể nó sẽ là như thế này. À, không không, làm nốt cái này cho mọi người xem. Kỳ diệu lắm. Kỳ diệu cực. Mascara. Thấy sự khác biệt không? Mới uống rồi đấy. Mascara nha. Viết lắm chờ dù bơ vơ. Hẳn. Mắt to ra gấp thêm 10 lần nữa. Trời ơi, mắt này mà trai nhìn vào sao chịu được ta. Rồi, thế là mình xong cái phần make up.
Mà ôi dồi ôi, vừa nãy bị một sợi mi vào đây nó đỏ hết cả mắt rồi này. Không sao. Mọi người rất là hay hỏi, các bạn nữ như là các bạn nữ rất là hay hỏi Sương Hương hay dùng màu son gì. Thì hôm nay Hương sẽ chỉ cho mọi người xem những màu son mà Hương hay dùng. Hương có hai thỏi BBR đây, màu 25 và màu 14. Và Hương có hai thỏi mát. Một thỏi là Studded Kiss, mua khá là lâu rồi nhưng vẫn còn dùng. Ôi giời, mở hết cả rồi, chả hiểu đôi đây làm gì. Đây, Studded Kiss. Và màu Chili. Màu Chili thì chắc là ai mà sành son cũng biết đúng không? Mở đây, không thấy được. Vẫn không thấy được thì kệ. Và Hương có một thỏi Peri Pera Ink màu 05. Mấy lần đánh màu này mọi người cũng hỏi Peri Pera Ink màu 05. Một thỏi của Ofra, nhưng mà cái Ofra màu này màu gì ta? Miami à? Không nhớ nữa. Trước khi đánh son thì mình đánh một ít son dưỡng nhá. Thỏi son dưỡng mà Hương cực kỳ hay dùng đấy là thỏi này. Không biết mọi người dùng cái gì sang chảnh các thứ chịu, nhưng mà thỏi này là thỏi mẹ liên. Ngày xưa cho dùng một lần và kiểu từ đó trở đi không có một ngày nào mà Hương sống thiếu cái thỏi son này hết. Hương sẽ chọn màu son này, màu son Hương thích nhất để đánh cho mọi người xem trước nhá. Cách đánh son của Hương là chỉ đánh son lòng môi rồi bọng ra thôi. Ôi, xinh quá. Khác hẳn chưa? Khác hẳn chưa? Thế là Hương đã giới thiệu cho mọi người sơ qua về những cái kiểu bước make up, rồi là son của Hương hay dùng hàng ngày nó là như thế nào rồi nhá. Đừng hỏi, comment hỏi là Hương dùng son gì nữa nhá. Nếu mà muốn hỏi thì click vào clip này để xem nhá. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Xin chào. Và hẹn gặp lại mọi người trong những chương trình lần sau. Nếu mà mọi người thích clip này thì nhớ like, share và subscribe cho channel của Hương nhá. Bye bye, yêu lắm cơ.